vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, dẫn nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Người dân miền Bắc đang phải trải qua những ngày nắng nóng mệt mỏi. Ngay từ sáng trời đã nắng chang chang, ra đường ai nấy đều cố che kín mít nhằm hạn chế phần nào hơi nóng phả vào người. Và khả năng hôm nay sẽ là ngày nóng nhất của đợt nắng nóng này, đặc biệt là phía Đông Bắc Bộ, chỉ các điểm gần biển như là Hạ Long, Hải Phòng là có nhiệt độ không quá cao, khoảng 36 độ. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác từ 37 đến 39 độ, nắng nóng gay gắt. Bên phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ. Điểm đáng chú ý của đợt nắng nóng này là trời cứ hầm hập cả ngày lẫn đêm, nhất là với các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội. Do hiệu ứng đô thị bê tông hóa khiến cho hơi nóng bị giữ lại lâu, nhiệt độ giảm chậm. Ban ngày 39 độ, đến đêm có giảm nhưng không đáng kể, vẫn 31-32 độ. Ở miền Trung dưới tác động của hiệu ứng phơn, hôm nay nắng nóng sẽ mở rộng từ Thanh Hóa xuống tận Phú Yên. Trong đó cường độ nắng ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ khoảng 34 đến 37 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ lúc này đến 15-16 giờ chỉ mưa vài nơi, phần lớn các tỉnh thành đều nắng ráo. Nhiệt độ các thành phố Tây Nguyên chỉ 27 đến 31 độ, còn Nam Bộ sẽ là 32-33 độ. Về chiều tối thì mưa dông xảy ra rải rác, lượng không lớn nhưng cần đề phòng tố lốc và gió giật. Ở trên biển trong hôm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây của Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa còn cảnh báo gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông. Trái lại ở huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết đẹp, chủ đạo là nắng, gió Tây Nam cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.